Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đẩy mạnh cấp căn cước công dân cho học sinh. Dấu ấn từ trại sáng tác văn học nghệ thuật tại Sơn La. Người Tày Bắc Hà Lào Cai giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống. Thông tin thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Điện Biên, mạng lưới chợ siêu thị phát triển khá nhanh chóng, góp phần mở rộng thị trường giao lưu hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo thống kê của Sở Công Thương, hiện nay toàn tỉnh Điện Biên có 34 chợ đang hoạt động, trong đó có 16 chợ thành thị, 18 chợ nông thôn, 2 trung tâm thương mại hạng 3, 3 siêu thị kinh doanh tổng hợp lớn đạt tiêu chuẩn hạng 3. Cùng với đó là 14 cửa hàng tiện lợi. Các loại hình kinh doanh đa dạng không chỉ góp phần phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân mà còn thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong và ngoài tỉnh, nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. Cụ thể, chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt trên 5.150 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 25% kế hoạch năm. Thời gian qua, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã đa dạng hóa các loại hình sản xuất, đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tập thể, góp phần đóng góp chung cho sự phát triển của huyện vùng cao này. Đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đa dạng hóa loại hình sản xuất là những giải pháp được huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang chú trọng. Huyện đã tập trung duy trì, củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn, tuyên truyền hướng dẫn thành lập mới hợp tác xã, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản, xây dựng và phát triển thương hiệu của một số sản phẩm đặc sản, quan tâm thực hiện tốt các cơ chế chính sách của nhà nước đối với phát triển kinh tế tập thể, từng bước nâng cao đời sống thu nhập cho người dân tại huyện vùng cao này. Tầm gửi cây gạo là một trong 4 sản phẩm của huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ được công nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Huyện đang nỗ lực xây dựng thương hiệu chiết xuất từ tầm gửi cây gạo, từng bước chinh phục thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ có trên 300 cây gạo, mỗi năm cho thu hoạch từ 5 đến 6 tấn, tập trung chủ yếu tại xã Hiền Quan. Để nâng cao giá trị sản phẩm từ tầm gửi cây gạo, đồng thời đẩy mạnh liên kết sản xuất trong việc cung ứng sản phẩm ra thị trường, năm nay tầm gửi cây gạo là một trong 6 sản phẩm OCOP được huyện Tam Nông lựa chọn tham gia hội chợ thương mại Đền Hùng nhằm quảng bá thương hiệu từ sản phẩm OCOP trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 đang cận kề. Do đó, Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã tập trung nhân lực, vật lực để sớm hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% học sinh tham gia kỳ thi cũng như học sinh đang đi học. Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã chủ động rà soát, xây dựng phương án bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, phương tiện triển khai hướng dẫn, thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân, định danh điện tử cho số học sinh, đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, nhất là đối với các học sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2023. Đến nay, 98% học sinh đang đi học trên địa bàn huyện Bắc Quang đã được cấp căn cước công dân. 91% số học sinh tham gia các kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đã hoàn thành định danh điện tử. Quý vị và các bạn thân mến, trại sáng tác là hoạt động thường niên do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La tổ chức dành cho các văn nghệ sĩ nhằm tạo điều kiện cho hội viên được đến với nhiều vùng miền trong tỉnh, khơi nguồn cảm xúc để sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật chất lượng. Trại sáng tác dành cho các chuyên ngành âm nhạc, múa và văn học đã đưa các văn nghệ sĩ đến với xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, nơi được mệnh danh là miền quê cổ tích. Tham gia trại sáng tác đợt này có 25 hội viên, đều là những văn nghệ sĩ gạo cội của 3 chuyên ngành âm nhạc, múa và văn học. Tôi xin được gọi cái tên là cái nét rất là Ngọc Chiến. Có một điều chắc chắn rằng trong tất cả những sáng tác sắp tới của tôi về Ngọc Chiến, chắc chắn bạn sẽ thấy có gì đó rất là linh thiêng. Lần đầu tiên tôi đến mảnh đất Ngọc Chiến đấy ạ, thì tôi cũng rất là xúc động như là mình được trở về với nhà mình được trở về với cha mình, với mẹ mình và với người thân của mình. Tôi cũng đã có những cái cảm xúc, có những cái rung động nhất định và hy vọng rằng là cũng có những cái đóng góp nhất định cho về nghệ thuật, âm nhạc đấy ạ, cho mảnh đất Ngọc Chiến nói riêng và quê hương Mường La và Sơn La chúng ta nói chung ạ.
với chủ đề Sơn La, đất nước, con người. Trại sáng tác đợt này là dịp để các văn nghệ sĩ trong tỉnh trải nghiệm những mảng màu đa sắc của văn hóa con người vùng cao, từ đó khơi nguồn cảm hứng sáng tạo các tác phẩm mới có chất lượng, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của độc giả, tuyên truyền bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La. Văn nghệ sĩ của chúng tôi đi đợt này với một cái tâm thế rất là tự tin, rất là cảm xúc lớn trong cái việc đổi mới từng ngày của cái xã Ngọc Chiến. Và trong cái chuyến đi này, nhiều các cái chuyên ngành, ví dụ như văn học, múa và âm nhạc, các tác giả đã tự nghiên cứu, tự đi thực tế, qua đi cùng đoàn cũng như là đi riêng để mà lấy được cái tư liệu quý nhất, các cái chất liệu để mà khai thác, làm các ca từ cũng như là làm các cái bài thơ, rồi là truyện ngắn, ký văn học. Và tôi cho rằng cái chuyến đi này là chuyến đi thành công. Những tác phẩm được ra đời trong trại sáng tác lần này sẽ được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn La lựa chọn, giới thiệu trên tạp chí Suối Reo. Các tác phẩm có chất lượng, có chiều sâu về nội dung, tư tưởng sẽ được tham gia các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác lớn theo chủ đề do tỉnh và trung ương phát động. Quý vị và các bạn thân mến, việc giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống kết hợp với dịch vụ lưu trú, phục vụ tận tình đang giúp cho bà con người Tày, xã Tà Trải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai có nguồn thu ổn định. Nếp nhà sàn truyền thống, thiết kế phù hợp với khí hậu vùng cao, tạo nên không gian vừa sạch đẹp, vừa thân thiện, gần gũi với mỗi người. Cũng như các hộ người Tày khác trong thôn, gia đình anh Vàng Văn Tân, xã Tà Trải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ý thức được việc giữ gìn bản sắc văn hóa, các món ăn truyền thống, làn điệu dân ca, dân vũ để phục vụ du khách ngày một tốt hơn. Một số du khách đến đây thì họ muốn trải nghiệm cái văn hóa cũng như là văn nghệ của người Tày chúng tôi. Thì chúng tôi có tư vấn và để cho họ tìm hiểu xem là khi khách có nhu cầu thì chúng tôi cũng làm văn nghệ về bản sắc văn hóa của người Tày để cho du khách xem và trải nghiệm. Chúng tôi có thể giới thiệu những làn điệu múa xòe và những ẩm thực của dân tộc Tày, nhất là những cái món ăn đặc sắc của thời các cụ để lại, và nhất là những điệu xòe truyền thống của người Tày đã được công nhận dịp văn hóa phi vật thể của quốc gia đấy ạ. Tà Trải, huyện Bắc Hà có 18 cơ sở lưu trú. Bà con người Tày xã Tà Trải, huyện Bắc Hà cơ bản giữ được nét văn hóa truyền thống như múa xòe, trang phục, các món ẩm thực như cốm, khẩu giang và nhiều món truyền thống khác. Chính vì vậy, xã đã quan tâm tích cực tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con phát triển du lịch. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương thì trong những năm qua cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân là phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm sao để coi như biến được những cái giá trị văn hóa đấy của chúng ta trở thành một trong những sản phẩm du lịch, trở thành những thế mạnh của địa phương. Với lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, địa lý gần với trung tâm huyện lỵ, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, người dân Tà Trải nói riêng, đồng bào Tày tại huyện Bắc Hà nói chung đang chung tay xây dựng một điểm đến hấp dẫn từ chính những tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 14 ngày 15 tháng 4 năm 2023. Tỉnh Lào Cai, sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng cao trời lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Tỉnh Lai Châu, sáng nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tỉnh Điện Biên, có mây vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Tỉnh Sơn La, có mây vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tỉnh Yên Bái, trời nhiều mây, âm u, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Tỉnh Hà Giang, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tỉnh Tuyên Quang, nhiều mây, có mưa rào rải rác, đêm về sáng trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Tỉnh Phú Thọ, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.